Mày gọi em có việc gì kìa? Cô biết rồi nha. Thank you.
Bi ơi, Mon ơi. Ủa, Bi. Ủa sao vậy? Sao vậy? Sao vậy con? Sao? Hả? Sao mổ? Sao? Sao? Cái chuyện gì? Anh Bình đâu? Anh Bình đâu rồi? Bình ơi, đâu rồi? Nào Mon em mày hỏi cô Bi là chuyện cô Bi sao rồi? Sao con? Hả? Sao con Bi? Hả? Sao? Con đòi dắt mẹ đi đâu? Đi đâu? Đi đây á? Đi đây á? Phòng đây á? Sao á? Có chuyện gì? Hả? Có chuyện gì nói mẹ nghe. Anh Bình trong này hả? Con gõ cửa đi. Bình ơi! Bình ơi! Bình ơi, gõ cửa cho mẹ. Sao con lại đóng cửa trong này một mình không chơi với em? Đi ra đây mẹ bảo nào. Đi ra đây. Bình ơi, sao con lại ngồi trong đó mà con đóng cửa mà con không chơi với em hả? Dạ. Con lừa cô Bi á, con lừa cô Bi như thế nào? Ôi trời ơi, anh Bình hư nhờ. Anh Bình làm như thế là không có được đâu nha. Con muốn xem máy tính với em thì con vô con nói với cô Bi là cô Bi ơi, anh xem cùng với em chứ. Sao lại con lại đòi xem một mình, xong rồi con lừa em như thế là không được. Hư nha, con xin lỗi em đi. Anh xin lỗi cô Bi nha, cô Bi. Không, bữa sau không được như thế nữa nha. Rồi bây giờ lại lần kia lấy cho mẹ một cái bình sữa, mẹ pha sữa cho Mon nào. Cô Bi hôm nay cô Bi rất là đáng thương nè, mẹ thưởng cho cô Bi trước nhé. Anh Bình mẹ sẽ cho sau nha. Ừ, đúng rồi. Tại vì anh Bình hôm nay hư đấy. Anh Bình không thương em cô Bi gì hết à. Cô Bi sẽ ngồi trong đây không? Rồi cô Bi ngồi trong đây nha. Rồi. Đây là của anh Bình nè. Anh Bình nhớ những gì mẹ dặn chưa? Lần sau không được như thế nữa con nhé. Con hết buồn chưa? Ừ. Con hết buồn chưa? Con đừng buồn anh Bình nữa nhé. Này mẹ, mẹ đang lên chân. Này mẹ đưa vào chân. Này mẹ. Uống sữa xong là anh Bình lại chơi với em cô Bi nha. Để chuộc lỗi lại của mình nha. Con nhớ chưa? Ừ. Đúng rồi, anh Bình bảo là cô Bi uống xong để tí anh Bình vớt, cô Bi không phải đi vớt nữa.